Hay là em đeo thêm nó thôi đùa đấy. Thì thực ra là em nghĩ là mọi người nên bảo vệ sức khỏe của mình, và rất là tại vì bọn em đã đúng tiền để cắt trường nên là thôi thì phải bỏ ra để cho mọi người xem thôi. Chứ thực ra là bọn em rất là kỹ cái trong cái việc là bước ra đường bọn em sẽ phải đeo khẩu trang và vệ sinh tay rất là cẩn thận, nên là em mong là mọi người cũng sẽ như vậy. Có theo dõi ở trên mạng xã hội rất là nhiều và em thấy là có những cái thông tin nó hơi bị thổi phồng lên, thì bây giờ em nghĩ là nếu chúng ta có một cái sức đề kháng khỏe, chúng ta chăm chỉ uống vitamin hay là chúng ta uống nước trái cây, và chúng ta chịu khó khi mà đi ra đường hay là ở những cái chỗ đông người như thế này, chúng ta chỉ có đeo khẩu trang một chút xíu và vệ sinh tay chân cẩn thận trước khi chặn lên mắt mũi miệng, thì nó cũng là những cái để giúp mình đề phòng và bảo vệ bản thân mình rất là cao. Thì con virus đấy thì nó sẽ không thể sống được ở một cái nhiệt độ trên 27 độ. Thực ra là nó ảnh hưởng về xô chậu thôi ạ, còn đâu là để nói là về ảnh hưởng về các kế hoạch của em thì không, bởi vì trong thời gian này thì em vẫn đang chuẩn bị để ra mắt sản phẩm mới, bởi vì ngày mai là em bắt đầu đi quay MV rồi. Nghĩa là thực sự là đúng rồi, bây giờ chúng ta đang trong cái thời điểm mà gọi là dịch bệnh đấy, nhưng mà chắc chắn rằng là mỗi người của chúng ta sẽ đều phải có nhận thức rõ ràng về cái gọi là cái nguy hiểm của cái dịch bệnh đó như thế nào, để chúng ta gọi là không bị mù quáng, cũng như là không bị theo dõi nhầm những cái thông tin mà sai lệch về cái dịch bệnh này để khiến chúng ta hoang mang như thế nào. Thì cũng đã có hơn cả yêu luôn ở bên cạnh mọi người với một thông điệp rất là tích cực, và cũng như là một thông điệp về tình yêu để gọi là lan tỏa đến tất cả mọi người. Nói vui vậy thôi, nhưng mà thực sự rằng là khi mà gọi là về cái thông tin dịch bệnh như này thì em nghĩ rằng là không chỉ riêng nghệ sĩ đâu, tất cả mọi nơi, mọi ngành nghề, mọi thứ đều gọi là bị trì trệ đi một chút xíu. Thì em cũng chỉ hy vọng rằng là sẽ có thật nhiều sẽ được nghe những cái thông tin mới và tích cực hơn về cái dịch bệnh này, gọi là sớm, gọi là có thể là hết dịch đi càng tốt, để mọi thứ và cũng như là mọi công việc hay là mọi cái vận hành như mọi khi nó sẽ quay trở lại được như bình thường, để nói chung là tất cả mọi người đều đỡ khổ. Hôm nay em đã uống 6 cốc nước cam để có thể có đề kháng rất là tốt, để corona tránh xa tôi ra. Vâng, và chị phỏng vấn em nhưng mà chị bị khẩu trang, em cảm thấy rất yên tâm. Cảm ơn chị. Nhưng mà như chị đang bịt sai khẩu trang thì phải. Chị bật đúng. Cái màu xanh là ra ngoài. Sao khẩu trang ra ngoài? Cái gì chị hỏi gì cơ? Thầm nghĩ sao khi mà một người trang trở rất hạnh phúc đó, thì lại không ra một sản phẩm nào về tình yêu trong ngày hôm nay. Nhưng mà một cái đứa thì thế, thì lại ra một cái... Dạ, thật sự là Phúc thì chưa hết đời, cho nên là vẫn chưa thể nói là hết đời được. Đời của Phúc còn dài lắm, nên là những cái thử thách về tình yêu, những cái trận cãi nhau, đánh nhau, vỡ đầu chảy máu thì Phúc còn phải trải qua. Và em thì chỉ muốn nói là em luôn luôn bên cạnh những cái lúc đấy, bởi vì người mà chưa trải qua bao giờ thì sẽ rất là sốc so với người thì đã vài ba cuộc tình. Cho nên là dù Phúc như thế nào đi chăng nữa thì Phúc vẫn hát rất hay là hơn cả yêu, đó chính là Đức Phúc. Cái mùa dịch lần này nè, lại mùa dịch vâng. Thầy Minzy có gợi ý cho mọi người có thể mừng cái Valentine nó an toàn hơn à? Hạn chế hôn nhau, hôn nhau thì nên đánh răng sau khoảng 20 giây sau khi đánh răng, cũng như là xịt phòng chống virus vi khuẩn đấy, sau 20 giây thì virus chạm vào nhau. Mỗi lần gặp nhau chỉ hôn đúng một lần thôi, vì sau khi lần tiếp xúc đấy thì mọi người nói chuyện và tiếp xúc với không khí thì có thể virus đã dính vào mồm và miệng mọi người rồi. Nếu mà tiếp xúc chạm gần nhau lần nữa thì chắc chắn là corona. Hà Minzy, trong cái thời điểm mà dịch cao gần như vậy thì không biết là ảnh hưởng như thế nào đến lịch trình diễn của bạn, và có thể không khảo hoài hơn chưa? Thật sự là em cũng không có lịch trình nhiều lắm nên cũng không có sự ảnh hưởng nhiều so với Đức Phúc phải. Hai em đã tâm sự với em là vì corona nên là các lịch diễn thì luôn luôn tránh xa hai em ra, nên là em cảm thấy đợt này cái sự thành công của MV của Phúc á, thì em thấy đây là một sự thật sự là em không nghĩ là nó thành công nhiều như thế, bởi vì là em nghĩ là dịch bệnh thì rất là nhiều người quan tâm đến vấn đề sức khỏe rồi rất là vấn đề khác, nhưng mà không ngờ là MV và bài hát của Phúc lại thành công như vậy, cho nên là em cảm thấy là show thì sắp lại gần Phúc rồi, nên là em chỉ mong là hai em
trong suốt một năm qua và đến đầu năm nay thì Eric và Đức Phúc đã cố gắng nhiều như thế, thì mong là sẽ có rất là nhiều show để lúc nào thì em vay tiền thì luôn luôn có. Vâng, thì không chỉ sức khỏe của em, còn sức khỏe của anh chị ở đây nữa, em cũng rất là lo. Nhưng mà mọi người vẫn đến tác nghiệp và như thế thì nghệ sĩ bọn em cũng không có gì phải lo ngại cả. Em chỉ mong là mọi người hãy giữ gìn sức khỏe, sau đó thì đồng hành cùng bọn em, bởi vì nếu những dự án âm nhạc của bọn em được ra mắt thì chắc chắn là phải nhờ đến công của anh chị rất là nhiều trong thời gian tới. Đối với em thì em nghĩ là sản phẩm âm nhạc của mình ra bao giờ như thế nào thì đến bây giờ em vẫn chưa bật mí, cho nên là nó vẫn chưa ảnh hưởng nhiều đến em. Bụt này, còn có ai ở dưới kia đeo khẩu trang xa xa thì không chưa kịp nhìn thấy. Thì hy vọng rằng là mọi người sau khi xem xong thì sẽ cho bộ phim xin một ít những cái ý kiến và review ở ngoài kia. Mình cảm thấy là ekip sẽ sắp máy, thì hy vọng mọi người sẽ phỏng vấn và có những cái lời nhận xét về bộ phim. Hy vọng rằng là trong cái lúc mà mọi người quay thì mình cũng nghe. Đeo khẩu trang vậy nhưng mà không ảnh hưởng gì đến tiếng cười của mọi người cũng như là cảm xúc của mọi người. Mọi người vẫn cùng vui, cùng cười, cùng khóc với diễn viên trên sân khấu vậy, cho nên là mình cảm thấy rất là hạnh phúc. Mặc dù diễn viên diễn thì cũng lo sợ thật, tại vì mình không phải là tiếp xúc với khán giả mà là mình tiếp xúc với bạn diễn của mình. Mình đâu có biết là bạn diễn của mình, ví dụ như một ca diễn với Hải Triều đi, đâu có biết là Hải Triều đã từng đi đâu, từng gặp ai, từng làm gì. Mình cũng sợ, mình cũng lo, nhưng mà tại vì cái đam mê và cái sự yêu nghề cho nên và bắt buộc mình phải phục vụ khán giả trong mùa Tết, thì cho nên là tất cả các anh chị em ai cũng sẵn sàng và hết mình trong mùa Tết vừa rồi. Thật ra là cũng có bị ảnh hưởng nhiều lắm, tại vì cô ca cũng sợ, tại bản thân mình sức khỏe của mình, cô ca sức đề kháng của cô đã yếu rồi, cho nên là cô ca cũng sợ, cho nên là những cái nào mà cần thiết bắt buộc cô ca sẽ nhận, còn những cái mà không gọi là mình có thể để sao hoặc là dời ra sao thì cô ca đều xin nhà sản xuất với lại các đối tác là mình dời đi, tại vì cũng đảm bảo sức khỏe cho mọi người. Hiện tại thì phim cũng ra vào cái dịp mà đang trong thời gian tâm dịch của dịch bệnh, thì cô ca có sợ là có sẽ ảnh tới kế hoạch via truyền thông với lại là kinh phí doanh thu của phim không? Dạ, thật sự thì không những riêng một mình Buka mà Buka nghĩ là cả ekip ai cũng lo lắng vì cái điều đó cả. Tại vì đang trong tình trạng như vậy thì mọi người sẽ rất là hạn chế ra đường, hạn chế đến nơi đông người, đặc biệt là chỗ xem phim này, đặt xem phim nè, rồi hoặc là sân khấu kịch nè. Nói chung là những nơi đông người thì mọi người, nếu mà ai mà bảo vệ sức khỏe mình thì rất là hạn chế ra. Cho nên là Buka nghĩ là cũng sẽ ảnh hưởng đó và mình cũng lo đó. Nhưng mà hy vọng là khán giả sẽ yêu thương phim mà. Ta sẽ đeo khẩu trang, xài nước rửa tay và tự ý thức bảo vệ mình cũng như là bảo vệ mọi người để đến rạp xem phim ủng hộ bộ phim Sức đẹp giới trá nha. Em nghĩ ở cái thời đại hiện tại thì mình không nên tụ tập đông người, mình nên ở nhà. Còn nếu mà có vẫn có thể đi chơi, nhưng mà thật ra là ở nhà vẫn là tốt cho mình và tốt cho tất cả mọi người nữa. Nói như vậy thì doanh nghiệp người ta chắc người ta ghét em mất, ghét em chết mất. Nhưng mà hy vọng là mọi người có một cái buổi Valentine rất là hạnh phúc, vui vẻ và tránh xa dịch bệnh. Thì có những cái kế hoạch, nhưng mà thật ra thì đây là cái gì, một cái giai đoạn đang là ấp ủ chứ không phải là giai đoạn để mà bung ra. Thế là nếu mà sắp tới sẽ có một số dự án thì hy vọng là cái đó thì mọi người vẫn yêu quý những cái dự án giống như là yêu quý hơn của Lada. Dạ. Valentine năm nay là có đi ra đường chơi hay là mình chọn? Không. Mình nghĩ là mình chọn phương án ở nhà đi. Mình ở nhà thì nó sẽ an toàn, nó cũng lãng mạn hơn. Nói chung thì đang ở mùa dịch thì mọi người hãy nên cẩn thận ở mùa dịch. Dạ, giống như là em đang nói chuyện, đang bị bệnh là mọi người phải khẩu trang xung quanh vậy đó. Hy vọng là giữa mùa dịch này thì chúng ta vẫn có những cái sự lãng mạn với nhau nè, một sự hạnh phúc, và chúc mọi người có một mùa Valentine rất là ý nghĩa và hạnh phúc nha. Happy Valentine. Mặc dù Valentine thì Valentine nhưng mà hạn chế hung hít nha mọi người. Tại vì cái đường hung hít đó nó sẽ rất là dễ
lây bệnh với nhau, cho nên là mình cứ hạn chế đi, rồi qua Valentine mình hung những ngày khác cũng được mà. Dạ, thật ra thì lịch ra rạp đã có sẵn từ trước Tết rồi, cho nên là bắt buộc là đến ngày này phải ra thôi. Cái đó là cũng là nỗi lo của ekip và tất cả mọi người trong ekip, là cũng sợ là khán giả sẽ không có đi ra rạp, không có gọi là thoải mái để ra rạp để xem phim. Mọi người sẽ sợ này sợ kia và ở nhà không đi xem phim được. Nhưng mà chị rất hy vọng, cái đó là hy vọng của tất cả mọi người trong ekip thôi, là khán giả sẽ yêu thương bộ phim Sắc Đẹp Dối Trá này. Chúng ta đeo khẩu trang, rửa tay sạch sẽ bằng nước diệt khuẩn vào rạp xem phim để bảo vệ sức khỏe cho mình và cho mọi người, cũng như là hy vọng là khi mọi người xem phim rồi, mọi người về có thể là review nhẹ nhẹ để ủng hộ bộ phim và rủ bạn bè, người thân, gia đình của mình để đến xem phim ủng hộ phim Sắc Đẹp Dối Trá nha. Thật sự là cũng bất tiện lắm, giống như là ngày hôm nay Boca cũng ngồi làm cái mặt này cũng 2 tiếng đồng hồ đó, nhưng mà khi mà đến đây cũng phải đeo khẩu trang, thì đeo xong nó cũng vẫn có cái ngấn ngay đây này, cũng bất tiện lắm, nhưng mà bắt buộc đảm bảo sức khỏe cho mình thì mình phải đeo thôi. Không chỉ cái vụ mà dịch cúm corona này nó không chỉ ảnh hưởng đến mỗi việc ngành giải trí đâu, mà gần như tất cả những cái ngành khác đều ảnh hưởng, thậm chí công việc của mình cũng ảnh hưởng rất là nhiều. Cho nên là mình thì không lo, cho nên là ngày hôm nay Giang có nói rằng là anh ơi đi xem họp báo, tham gia họp báo thì mình đi ngay. Cho nên là ủng hộ bạn của mình vẫn hơn, chỉ cần là các bạn vẫn chú ý là đeo khẩu trang, rửa tay sạch sẽ, phòng chống. Tại vì thật ra thì ở Khánh Minh không phải lo lắm, tại vì tin gần đây đã chặn được toàn bộ tất cả những cái ca lây nhiễm rồi, cho nên mọi thứ ổn thôi, không vấn đề phải lo. Chúng ta vẫn tiếp tục phải phát triển, vẫn tiếp tục phải đi ra ngoài và làm việc, chứ nếu mà cứ ai cũng lo như vậy thì công kinh tế sẽ bị trì trệ, mọi việc nó sẽ chả đi đến đâu cả, thì nó rất là nguy hiểm, có gì cả ảnh hưởng kinh khủng. Lý do là công việc gì là chót nhận rồi là không được nhận nữa là bị hủy. Thứ hai đó là những công việc buôn bán vô sách ngoài lề của mình cũng bị đóng nữa. Nói chung là thôi thì mọi thứ nó đến thì mình giải quyết thôi, nhưng mà dù sao sức khỏe vẫn trên hết, các bạn có thể làm lại được thứ này thứ kia, nhưng sức khỏe thì không thể nào mà có thể lấy lại được, cho nên để ý nha.